Ngày 27 tháng 4, trả lời phóng viên VTC News, luật sư giám đốc công ty luật An Doanh cho biết, với việc truy tố 3 tội danh, hiếp dâm, cố ý gây thương tích và giam giữ người trái pháp luật, thì bác sĩ Lê Quang Phương, người đánh đập, hiếp dâm nữ điều dưỡng đối mặt với mức án 24 năm tù giam. Theo luật sư Võ Tuệ Minh, khoản 1 điều 141 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định về tội hiếp dâm, người nào sử dụng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái với ý muốn của nạn nhân bị phạt tù từ 2 đến 7 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 7 đến 15 năm. Gây thương tích, gây tổn hại sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%. Luật sư Võ Tuệ Minh phân tích, theo kết luận điều tra, Phương đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được việc đã dùng vũ lực để buộc người khác đồng ý giao cấu với mình. Quá trình thực hiện hành vi bị can còn cố ý dùng vũ lực gây thương tích cho nữ điều dưỡng với tỷ lệ 37% đối chiếu với quy định của pháp luật phương có thể phải chịu hình phạt tù từ 7 đến 15 năm đối với tội hiếp dâm. Ngoài ra, tại khoản 2, điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác như sau: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 đến 6 năm bao gồm gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%. Như vậy, hành vi cố ý sử dụng vũ lực gây thương tích 37% cho nữ điều dưỡng của Phương còn có thể chịu mức hình phạt từ 2 đến 6 năm tù. Luật sư Võ Tuệ Minh phân tích thêm, Điều 157 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, người nào bắt giữ và tạm giam người trái pháp luật nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 153 và Điều 377 của Bộ Luật này thì bị cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Như vậy, tổng hợp hình phạt của ba tội danh mà Lê Quang Huy Phương có thể phải đối mặt là 24 năm tù giam, luật sư Võ Tuệ Minh nói. Chiều ngày 25 tháng 9 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét nơi ở của bác sĩ Lê Quang Huy Phương, sinh năm 1983, thường trú tại thành phố Huế và bắt tạm giam Phương để tiếp tục điều tra mở rộng hành vi hiếp dâm và cố ý gây thương tích. Tiếp đó vào ngày 24 tháng 3 năm 2020, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị vừa tống đạt khởi tố tội danh bắt giữ người trái pháp luật với Lê Quang Huy Phương đáng nói trong suốt thời gian công an điều tra vụ án gia đình phương có nhiều lần gửi đơn thư lên các cơ quan chức năng vượt cấp và chia sẻ lên các trang mạng xã hội những nội dung thông tin mang tính một chiều không đúng với hành vi vi phạm pháp luật của phương